sản phẩm tinh túy về chất âm như này. Chỉ cần nhích nhẹ volume, anh em đã nghe căng đét và trong vắt luôn. Sản phẩm các bác đang được theo dõi ở đây đó là một mẫu âm ly xuất âm tụ của dòng Sansui, đặc biệt rất hiếm luôn, mã là Sansui AU 3.7. Theo em lên những ngôi đền, chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu, mặt trời vàng và mặt em cho một câu thơ tình. Huế ơi, áo trắng ngày xưa của tim em không thấy. Âm ly xuất âm tụ của dòng Sansui, âm ly xuất Mỹ anh em nhá, đa cầu điện luôn. Từ điện 100V, 117, 220, 240. Đó. Được thiết kế hai cầu loa A cộng B, chỉnh bát chép cho từng vế loa riêng biệt luôn, trên dưới. Đó. Left right, cân loa, volume, gõ vào tín hiệu âm thanh, AUX, tuner, tape, loudness này. Đó. Đầy đủ các tính năng. Nắp tre sơn rất đặc biệt luôn, màu trắng nhưng mà sơn nó lại còn phết phết ở những cái sau khi sơn màu trắng, nhà sản xuất lại phết phết kiểu đấy để nó tạo thành các cái vân trên nắp tre anh em nhá. Nếu anh em nào không nhìn kỹ thì sẽ tưởng là nó cũ, nhưng đây là nó làm như vậy anh em nhá. Đó, nó tạo các cái vân như vết chân chim. Đó. Chất âm hay như âm đi đèn, anh em phải hiểu như vậy. 10 con sò sắt ở phía sau là 8 con, ở phía bên trong 2 con nữa. Hai cầu loa A cộng B, à xuất Mỹ, đơn vị công suất là VA, tối đa là 315 VA, Tokyo Japan. AUX tuner được vào pre in out, sò sắt. Con này mở nội thất bên dưới này ra xem như âm ly Mỹ luôn anh em nhá. Như âm ly Mỹ luôn, nó làm rối ấy. Cái mạch dây dợ nó làm rối. Càng sẽ phẫu thuật hết cho anh em xem từ trong ra ngoài, hết các ngõ ngách của con âm ly này có để anh em cảm nhận. Bởi vì nó quá ok luôn, nó đặc biệt. Giá báo cho anh em chỉ 8 triệu đồng, giá tại cửa hàng Minh Order đâu mà có những gì của loa cổ, loa gấu tinh túy khai thác ra hết luôn. Lao lớt này. Xuất âm tụ. Anh em mở nắp ra thì nhìn tụ nó nhiều như là kiến ấy. Đó, tụ này, đó, buồn này. Thêm hai con sò sắt ở chỗ đây. Đó. Hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em nhá. Vì mạch chính nó ở phía dưới. Mở vì mạch phía dưới này ra đẹp mê ly luôn. Cái chỗ này là che các hệ vặn, đúng vặn. Đúng vặn chỉ âm sắc rồi chuyển hệ âm thanh. Hàng bãi zin tuyệt đối luôn. Bao phê, bao hay, bao hiếm, bao đẹp cho anh em, bao zin. Đủ các loại bao luôn cho anh em. Với những con âm ly đặc biệt này, cửa hàng sẽ quay giới thiệu rất rõ và chi tiết. Mặt tiền anh em nhá, đẹp keng luôn. 3.7. Nhạc gì cũng chơi được với con âm ly này. Mời anh em xem. Riêng con này thì cửa hàng lại phải quay rất kỹ để anh em thấy được cái độ khủng của cái sản phẩm này. Mời anh em xem tiếp đến mặt dưới của con âm ly 3.7 Sansui AU 3.7. Anh em lưu ý nha, anh em cứ nhớ cái dòng Sansui, dòng AU cổ ấy. Cái dòng AU kiểu như này này,
nó có một cái giải sản phẩm nó thiết kế kiểu na ná nhau hệt như thế này đó, từ những con ao 5.900, 6.900, 7.700, 7.900 và đây là 7.700, à ba con bảy, xin lỗi anh em, đó ba con bảy, vỉ mạch kinh điển luôn, bao zin tuyệt đối cho anh em nhá, bao zin tuyệt đối cho anh em và bao chất âm đỉnh cao luôn, chất âm nó như âm ly đèn thì anh em phải hiểu như nào đấy. Đó, tụ chi chít luôn, tụ Ela san xui suốt âm tụ đẹp mê luôn. Cái thời điểm này nó là thời điểm của những dòng âm ly cổ, nên cổ nó giống với dòng âm ly của Mỹ anh em nhá. Những cái con âm ly mà nó thu xuất sang thị trường Mỹ cái anh em mở vỉ ra anh em nhìn nó cứ na ná nhau, nó rất giống những con âm ly của Mỹ đó, mặc dù đây là âm ly Nhật nhưng mà nó tại nó xuất sang thị trường Mỹ nên nó có cái công nghệ rồi các cái cấu tạo vỉ mạch rồi dây dợ này này, anh em nhìn nó rất giống những con âm ly cổ của Mỹ, chẳng hạn những dòng Scott hoặc dòng Hackett AR rồi dòng Pilot của Mỹ đấy, cái vỉ nó kiểu nó đặc trưng gần như nhau. Con này thì đếm sò và đếm tụ thì không biết bao nhiêu mà kể đấy, sò sắt chi chít đằng sau này. Đó. Chức năng bao dề inao đó, xuất Mỹ san xui ba con bảy, xuất Mỹ thì nó sẽ dùng cái đơn vị là VA này anh em nhé. Còn ở thị trường Nhật thì nó hay dùng là cái watt đằng sau, nhưng con này nó ghi là VA đó, bởi vì đơn vị công suất của Mỹ nó là VA mà, tối đa là 315 VA đó. Đấy là về mặt dưới mặt sau. Bây giờ lại đại lắp lại anh em cùng cảm nhận.